bạn quay trở lại với kênh YouTube của Cholai Channel. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục đem đến cho các bạn một cái bộ sản phẩm mới. Đó chính là chú robot hút bụi và thương hiệu này có tên là Neoto. Đây, trước mắt của các bạn đây, các bạn có thể thấy là chú robot hút bụi có tên là Bovat D4 đến từ thương hiệu Neoto. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá thử chú robot hút bụi Neoto Bovat D4 này, xem thử nó có cái gì đặc biệt so với những cái con robot hút bụi trước đây mình đã từng review cho các bạn rồi nha. Chúng ta bắt đầu. Ok, thì các bạn có thể thấy đó, đây là chính là cái chú robot hút bụi Neoto Bovat D4 này các bạn. Một cái thiết kế rất là khác lạ, trước đây các bạn mình chưa từng review cho các bạn xem đúng không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá về cái con robot này nha. Thì cái con robot Bovat Neoto D4 này các bạn có thể thấy được là nó có một cái thiết kế hình chữ D các bạn ạ. Thì dưới này nó là chữ D bằng phẳng này, nó một đường tạo lên một cái đường chạm viền, tạo lên một cái hình chữ D các bạn có thể thấy. Và cái con robot này nó khác so với những con robot trước đây mình đã review, là những con robot trước đây thì nó có một cái bánh xe tròn ở giữa này để di chuyển thay đổi hướng. Còn con robot này nó có hai cái bánh xe nữa, nó có thêm hai cái bánh xe này các bạn có thể thấy này. Đó, một đặc điểm, một cái đặc điểm nữa các bạn có thể thấy được là cái con robot hút bụi này nó có cái chổi cạnh rất là dài và to luôn các bạn ạ. Này, các bạn có thể thấy này, để vệ sinh con robot hút bụi của chúng ta thì chúng ta chỉ việc bóp nhẹ vào cái khu vực hai bên này và đẩy mạnh nó ra, chúng ta kéo mạnh lên đó, thì chúng ta sẽ lấy cái chổi chính này vệ sinh nó. Khi mà chúng ta có nhiều bụi bẩn rác hoặc là tóc tai, chúng ta sẽ lấy vệ sinh nó đi, rửa nó đi cũng được. Còn khu vực này thì chúng ta sẽ lau khô nhé các bạn, tuyệt đối không rửa nước. Ok, giờ mình tiến hành lắp lại cái chổi chính. Mặt trên của nó thì nó có một cái nút nguồn, thì các bạn nhấn giữ 5 giây, giữ 5 giây nó sẽ sáng này. Đó là chú robot của chúng ta đã được khởi động. Nhấn giữ yên là cái con robot của chúng ta sẽ tắt. Ngoài ra thì các bạn có thể bật mở nắp hộp rác và nằm phía dưới này, tí mình sẽ đi sâu vào hộp rác sau. Ngoài ra thì con robot này nó có một cái tay, có một cái chỗ để chúng ta có thể cầm nắm. Khi mà chúng ta đi ra ngoài chúng ta chỉ cần như thế này thôi, rất là tiện lợi đúng không các bạn? Đi ra ngoài hoặc là chúng ta muốn xách nó từ vị trí này sang vị trí khác thì nó sẽ có cái chỗ để chúng ta cầm, rất là nhẹ, rất là tiện lợi. Ok, đó là phần mặt trước, mặt trên. Xung quanh này các bạn có thể thấy được là con robot nó cũng có hai cái cảm biến, nó cũng có những cái cảm biến này. Đó, cảm biến này. Đây là cái tiếp xúc với cái đế sạc để nó sạc pin này. Ok, đó là mặt sau của con robot. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại mặt trước và quay lại cái hộp chứa rác của con robot hút bụi. Đây, các bạn có thể thấy đây chính là cái khu vực hộp rác của con robot bụi này. Chúng ta chỉ cần kéo nhẹ lên cái là sẽ thấy được hộp rác. Đây chính là cái hộp rác của con robot bụi. Rất là lớn nha các bạn, 700ml. Một cái hộp rác rất lớn mà mình đã hút đống rác vào đây các bạn có thể thấy này. Sau khi hút rác này chúng ta sẽ phải vệ sinh nó. Thì để vệ sinh nó thì các bạn chỉ cần tháo cái màng lọc HEPA này ra thôi. Và nó được thiết kế rất là lạ nha các bạn. Những cái thiết kế này thì giúp cho con robot của chúng ta tối ưu trong cái việc hút bụi hơn. Như ví dụ như chúng ta sẽ nó sẽ di chuyển vào những cái góc cạnh như thế này các bạn này. Các bạn có thể thấy là nó sẽ tối ưu cho chúng ta hút những cái góc cạnh này. Đối với những con robot hình tròn thì các bạn có thể thấy nó không thể nào mà di chuyển bằng những cái góc cạnh này hút được. Thì cái con robot hút bụi Neoto Bovat D4 này nó sẽ làm được cái chuyện đó. Trên này thì nó có hai cái mục như sau, các bạn có thể thấy đây là pin của con robot hút bụi của chúng ta. Nó màu xanh là đang đầy pin, còn màu vàng là yếu pin. Và đây nó sẽ là cái trạng thái của con robot. Nếu mà màu xanh như thế này là các bạn có thể thấy được là cái con robot của chúng ta ready để chạy, để hoạt động. Còn nếu mà các bạn nhấc nó lên, nó sẽ báo màu đỏ. Này, các bạn có thể thấy nó báo màu đỏ là cái con robot của chúng ta đang báo lỗi. Thì tùy vào, nó sẽ có nhiều cái mã lỗi, nó sẽ báo lên cho các bạn biết là con robot của chúng ta đang tình trạng như thế nào nha các bạn. Ngoài ra thì mình lấy cái hộp rác ra, nó cũng có báo lỗi luôn các bạn ạ. Đó, lực hút của con robot Neoto Bovat D4 này thì nó rơi vào tầm 1.000 đến 1.600 Pascal các bạn nhé. Hút rất là mạnh. Sau khi nó chạy hết cái khu vực cái bàn này, nó tự động chạy về vị trí lúc mà mình start lên. Thì lúc mà chúng ta, đây là nút chúng ta để dùng để start đúng không các bạn? Khi mà nó đang chạy các bạn cũng có thể dừng lại bằng cách là nhấn thủ công trên cái nút đó, mình chạy, mình tắt lên này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành thả con robot này xuống và chúng ta sẽ cùng xem thử, quan sát thử con robot này nó hoạt động, nó chạy như thế nào nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho con robot hút bụi Neoto D4 này chạy thử nha các bạn. Mình sẽ đặt con robot xuống đây và chỉ việc bấm cái nút trên thủ công trên con robot này để cho nó chạy thôi. Thì mình đã bố trí rác, như các bạn có thể thấy là trên đây mình đã có bố trí rác bẩn, một cái những cái rác li ti mà bình thường chổi chúng ta quét cũng
khó có thể đi được các bạn ạ. Những cái rác nhỏ như kiểu đất đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cho con robot chạy thử xem nó như thuần, xem con robot với bụi Neoto Bobat D4 này chạy như thế nào nha. Đối với con robot bụi Neoto Bobat D4 này thì các bạn có thể thấy được là cái công suất hút của nó cực kỳ mạnh, cho nên cái tiếng ồn của nó cao hơn những con robot thông thường nha các bạn. Và cái con robot hút bụi Bobat Neoto D4 này nó có cái thời gian làm việc rơi vào tầm 70 đến 90 phút, sau khi hết pin thì nó sẽ tự động chạy về đến sạc nha các bạn. Rồi, về cái lực hút của con robot hút bụi Bobat Neoto D4 này thì nó có cái lực hút rơi vào tầm 1.000 đến 1.600 Pascal nha các bạn. Một lực hút khá là mạnh đấy các bạn ơi. Đó, thì các bạn đang quan sát đó là cái con robot hút bụi của chúng ta đang chạy lần đầu tiên. Lần việc đầu tiên thì nó sẽ tự động chạy những cái cạnh tường các bạn ạ. Nó sẽ di chuyển những cái cạnh tường đầu tiên, sau đó nó mới di chuyển rích rác. Đối với những cái con robot trước đây mình review cho các bạn thì nó có cái thiết kế hình tròn và nó không bất tiện trong cái việc là hút bụi ở những khu vực cạnh tường, tại vì nó tròn trịa lên nó không thể chạm, nó không thể hút sát được một cái chân tường. Nhưng mà đối với con robot hút bụi Neoto Bobat D4 này thì nó hình chữ D nên nó có thể hút được cạnh tường tốt hơn. Neoto D4 Connected được thiết kế với chữ D độc đáo và được trang bị công nghệ Corner Clever giúp robot tiếp cận và làm sạch các góc chân tường tốt hơn, kích thước chỗ lớn hơn. Neoto làm sạch nhanh hơn gấp 4 lần so với các loại robot hình tròn khác. Được trang bị hệ thống quét laser, cảm biến chân tường và cảm biến chống rơi, Neoto tự động lập trình di chuyển thông minh qua cầu thang và các khu vực khác mà không phải loay hoay tìm đường như các loại robot hút bụi khác. Dung lượng pin có thể cho phép D4 Connected làm việc liên tục lên tới 75 phút, nhưng với những ngôi nhà có diện tích lớn với chức năng sạc nhanh Quick Boost, cho phép D4 Connected tính toán chỉ sạc đủ dung lượng cần để hoàn thiện nốt phần bỏ dở. Robot hút bụi Neoto D4 Connected sử dụng hệ thống Quest Laser thế hệ mới dựa trên công nghệ LiDAR, tương tự với công nghệ sử dụng cho xe tự lái giúp robot định vị, thiết lập bản đồ và dẫn đường thông minh hơn, tối ưu hơn. Nó hoạt động tốt cả trong môi trường thiếu sáng, điều mà điều hướng camera còn hạn chế. Ok, qua video trên thì các bạn có thể thấy được là con robot bụi Neoto Bobat D4 này hoạt động khá là ok đúng không các bạn? Khá là tốt đúng không? Và con robot này có những cái điểm ưu điểm hơn những cái con robot khác, và cũng có cái mặt hạn chế hơn là nó không có cái chiều cạnh, và nó có cái ưu điểm hơn là ở cái đặc điểm nó có cái thiết kế hình chữ D đẹp mắt, công nghệ và giúp cho chúng ta có thể hút bụi được nhiều hơn, sạch hơn. Và trong cái video này thì mình chỉ cho con robot chạy cho các bạn xem, và ở video sau mình sẽ tiến hành kết nối app điều khiển qua điện thoại, điều khiển qua Google Home, hoặc là Amazon Alexa, hoặc là điều khiển qua con Vector nha các bạn. Ok, video của mình tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.